qua thực tính. Thứ bảy là thọ xã. Rồi định nghĩa tâm sở xã thọ. Upekka thì đó nè. Anh từ ý xúc. Vãng cảnh quân bình. Vãng cảnh quân bình. Không ưa, không hỉ. Không khổ, không lạc. Hưởng. Để tôi cho tô cái chữ này lên. Tứ ý nghĩa của thọ. Cái thứ nhất, thâu nhận, trạng thái của nó là cảm nhận, là thâu nhận, là nhận biết được hết. Sự quân bình, sự quân bình cũng được, sự trung bình cũng được, sự an yên cũng được. Ô cái từ hưởng. Quân bình hay là thản nhiên. Cảm nhận hay thâu nhận hay nhận biết cái sự quân bình, cái sự trung bình, cái sự thản nhiên. Đó là trạng thái của nhận. Đó là trạng thái của xã thọ. Phận sự của xã thọ là để điều hòa các cái pháp tương ưng đồng sanh, không có trồi sụp. Điều hòa này nó khác những cái kia ha. Thành tựu. Thành sự của nó là sự yên lặng, sự vắng lặng. Yên án vắng lặng. Nhân cận của nó là sự xa lìa, là rời bỏ hay là thoát khỏi. Lìa, rời bỏ, là thoát khỏi bị say. Bị say là trạng thái của bị tí. Bị say trạng thái mà lân lân á, ăn cái tinh thần, cái đó bị tí thì nữa mình sẽ học sau. chữ gạch đầu ha. Phi này đọc là phi mà. Cái chỗ này nhấn mạnh cái chữ hưởng, nghĩa là gì? Cái trạng thái này nè, không ưu, không hỷ, không khổ, không lạc, cũng là một trạng thái có thực tính, dẫu cho mượn các trạng thái khác để mô tả. Nếu mô tả nó riêng biệt, thì gọi nó là xã hay là quân bình, thì là an nhiên, là trung tính, nhân dân. Tâm ta và thể của trạng thái đó, là có tồn tại. Nó tồn tại dưới dạng thọ, nhận lấy, nếm trải, hưởng. Cái này đó. Và ở đây hưởng lấy trạng thái, không ta nói vui đó, mình dễ cảm giác, mình nói về cái cảm giác vui đó, nó dễ. Mình nói cảm giác buồn nó dễ, nói về cảm giác khổ nó dễ, phải không? Nói về cảm giác ưu phiền nó dễ, cảm giác sung sướng nó dễ, nhưng mà nói về cái cảm giác không có phải là như vậy, nhiều người họ không có hiểu, nhiều người họ không có tưởng tượng ra là cái đó là một cái cảm giác. Các bạn kịp chỗ này không? Cho nên thành ra đó là lý do làm sao mà tôi ghi tô cái màu cái chữ hưởng lên. Không, nhiều người ta hiểu nó là gì? Nó là cái trạng thái mà nó không có thọ. Không phải là cái trạng thái không có thọ. Quý vị kịp chỗ này không? Đó. Hay không phải là trạng thái không có thọ. Không phải là trạng thái không có thọ mà thọ đang tồn tại, với sự thản nhiên làm tính chất của nó. Chứ có hiểu không nữa? Hiểu thiệt đó nha, chứ không phải là hiểu thông miệng là nghe. Là hiểu theo cái kiểu mà nãy thầy nói đó, vui nè, ta biết này vui nè, ta biết nè cái này vui nè, buồn nè, ta biết cái này buồn nè. Cái đó tức là mình nhận chân thật sự là nó, giữa xô bồ các cái thọ mình tách nó ra nè, cái này là vui nè ha, vui nè, cái buồn nè, cái đau nè, đau khổ nè, cái này là ưu phiền nè, cái này là quân bình nè, thản nhiên nè, thọ xã nè, sự vắng lặng, yên ắng nè. Ta phải gọi ra được như vậy nha. Ta phải gọi ra được như vậy nha. Ừ đó, cái sợ cái chỗ đó đó cô My. Tức là sợ cái chỗ đó đó là nó nghĩ thọ xã là cái không có thọ. Nó nghĩ cái thọ xã là cái không có thọ. Đừng có phải không. Rỗng không phải là hư vô. Cũng có thể mình nói như vậy. Nói như vậy thì nó không có sắc lắm đâu. Nói như vậy thì nó không có phải là nó sát lắm. Đó, thiệt ra rỗng nó là dạng hư vô đó con. Nhưng mà mình hiểu ha, nhưng mà mình phải hiểu nó là một cái thực tính có thật, giống như mấy cái kia. Giống như mấy cái kia vậy, nó cũng là một cái dạng luôn, nó chứ nó không có phải là đặc biệt gì á. Nó không phải là cái dạng đặc biệt là dạng thấy trống rỗng, mà cái này nó dở dính vào trong cái đám Trung Hoa. Cái đám mà Trung Hoa khi nói về không đó, khi nói về cái trạng thái trống rỗng đồ đó, tánh không rỗng không rồi đó, đó chết liền á, chết liền mà dính vô đó cái là tà kiến thì đó không có phải nha, không có trống rỗng trống không gì hết trơn á, nó có cái thọ và mình đang hưởng cái đó đó, mình đang hưởng cái đó đó. Ví dụ như đó là sau khi mà bão dùng giông tố, sau khi bão dùng nhân tố tất cả yên lặng xuống thì cái trạng thái đó yên lặng đó mình vẫn hưởng được cái trạng thái yên lặng đó mà. Cái trạng thái yên ắng đó, cái trạng thái bình yên đó đó, mình vẫn hưởng được cái trạng thái bình yên đó. Và cái bình yên nó là thọ. Và cái thọ xã nó làm nhiệm vụ hưởng cái trạng thái bình yên đó, đó. Là có thọ chứ không có phải là không có thọ. Đó nó nhầm tưởng cái trạng thái nó như vậy đó là không có gì, nó nhầm với cái trạng thái không có gì đó. Có rõ hơn chưa mấy cái bạn hồi nãy mà comment hiểu đầu tiên đó? Thì có hiểu hơn chưa? Thì khó phân biệt lúc hỉ lúc đang xả, khó phân biệt lúc đang hỉ đang xả hả? Ủa phân biệt được mà con. Rời bỏ hỷ là xả. Rời bỏ hỷ là xả. Phân biệt được chứ, hai cái đó nó khác nhau mà. Nó khác nhau mà thường người ta không có để ý. Người ta không có để ý cho nên thành ra người ta không thấy cái trạng thái đó. Người ta tưởng là tâm không có. Tâm rỗng không. Đó, các bạn có nghe từ mà tâm rỗng không chưa? Đó, người ta nói nó lừa hết trơn, người ta nói nhiều vui lắm, nó rỗng không đâu mà rỗng không. Đó, không có rỗng không, tâm nào mà tâm rỗng không được. Nó tầm bậy, cái trạng thái đó rớt vào trạng thái của thọ xã. Là có đang hưởng không? Hưởng, hưởng cái trạng thái vắng lặng. Hưởng cái trạng thái vắng lặng đó là có không? Có à nha, có cái thọ đàng hoàng, cái thọ đó đang hưởng đó. Mà cái đỉnh cao của thiền, đỉnh cao của thiền là thọ gì? Đỉnh cao của thiền là thọ xã. Ngũ thiền là thọ xã. Đấy không? Qua tứ thiền của, qua bốn cái tầng thiền của vô sắc giới là thọ xã hết. Đó là cái trạng thái vắng lặng. Là cái trạng thái đó là người thọ chứ người ta có hưởng không? Hưởng chứ, trời đất ơi. Người ta thiền cao như vậy, cái bộ tưởng thiền cao vậy là dễ lắm hả? Là không có hưởng, trời ơi, nó hưởng còn quá cha mấy thằng dưới nữa đó. Nhưng mà nó là hưởng của hàng xã nó hưởng, chứ không phải là hàng hỷ nó hưởng. Mà mấy cái đứa mà nó mê hỷ, mê lạc, nó không có hiểu được cái trạng thái đó. Mấy cái đứa mà mê hỷ, mê lạc nó nghĩ là hưởng, nó phải lạc, phải hỷ chứ. Chứ sao hưởng, mà dụ mà xã mà hưởng, trời ơi, xã vẫn hưởng. Mà nó hưởng còn dữ hơn thằng hỷ nữa. Nó hưởng đỉnh cao luôn đó. Hiểu chưa, hiểu chưa? Vắng lặng. Có khả năng vị đang nói về tâm bản thể không? Không, vị đó không có biết cái gì về tâm bản thể hết trơn á. Những cái vị mà nói về tâm vắng lặng đó là những cái vị mà không có biết gì tâm bản thể hết. Vì tâm bản thể thì sao biết? Mà nó mà vắng với lặng. Để ra tâm bản thể mà dùng cái tâm tùy thái làm sao biết? Tâm bản thể đâu có thọ đâu mà cảm nhận được cái sự vắng lặng. Khi mà các bạn cảm nhận, khi bất kỳ cái gì mà các bạn nói là tôi cảm thấy, tôi cảm nhận thọ đó, ngay lập tức thọ liền rệm trong đầu mình, thọ nè. Mình cảm nhận làm sao? Thọ gì. Đó, cái sự cảm nhận đó, đó là thọ đó. Vậy thì mình đã qua 5 cái sự cảm nhận rồi đó. Khái quát hết toàn bộ cái cuộc đời này, quanh qua quẩn lại cũng chỉ có 5 cái cảm nhận đó thôi, không còn gì khác. Chỉ là mức độ nó khác. Mỗi mức độ cái người ta vẽ cho nó một cái tên. Thế thôi. Không có gì đặc biệt hơn nữa hết á. Gọi là thuần tịnh cũng được. Thậm chí là nó không có dùng cái chữ tâm luôn, nó gọi là thuần tịnh. Đó, bữa nay quý vị học các cái khái niệm mà tương đồng với chích tá đó, là có học rồi. Bạch tịnh, gọi là bạch tịnh, dịch là thuần tịnh thì cũng được. Rồi gì nữa đó, tùm lum hết trơn đó. Đó, những cái từ mà nó là đồng nghĩa nha. Đó, là nó một nghĩa một đấy. Vậy thì các bạn cần phải để ý để trải qua được cái hưởng thọ xả. Nó quan trọng lắm. Cái trạng thái của hưởng thọ xả nó quan trọng lắm. Tại vì sao? Tại vì đó là một cái dạng thọ mà thường là mình bỏ quên. Mà do mình bỏ quên cho nên sao? Thường thọ này hay quên trong mặt kép cảm nhận do thiếu ý tứ, cho nên hay in lên các tâm có câu hành xả đi chung không nhận biết. Không nhận biết cái tâm nào có câu hành xả đi chung không? Đó, nó đó không, trường hợp đang nói đến là tham có xả và si có xả thì có xả đi chung. Đây, cái trạng thái mà bơ bơ và ngơ đó là đang hưởng cảnh đó nha. Nó đang hưởng cảnh đó chứ không phải là không có hưởng đâu. Mình đừng nói là nó đơ là nó không hưởng, không có. Nó đang hưởng đó, nó đang phê cần ấy. Mà nó phê không phải là phê kiểu hỉ, mà nó phê kiểu sảng đó. Nhớ chưa? Nhìn xa xăm đó. Đó là nó đang hưởng. Nó đang hưởng. Và cái thọ gì đang hưởng đó? Thọ sảng đang hưởng. Hỷ hưởng biết liền. Nó mạnh lắm. Hỷ hưởng biết liền, hiểu không? Lạc hưởng biết liền, ưu hưởng biết liền, khổ hưởng biết liền, xả hưởng không biết. Chết chưa? Do gì? Thiếu sự để ý. Phải có sự tinh tế lắm. Mới thấy. Vì sao vậy? Vì sao phải có sự tinh tế mới thấy vậy? Vì sao phải tinh tế mới thấy trong ngoặc kép được thọ xả? Vì gì trong cái phần trên có nói rồi đó. Các bạn để ý nè, sống có phải là nước không? Đó, nó ra vấn đề đó. Sống có phải là nước không? Sống nó vẫn là nước, nhưng khi nó là nước thì ta lại không biết nó là sống. Vì sao vậy? Vì lúc đó nước nó quân bình, ta không biết sống. Sống nó không được hiện hình lại. Nhưng khi các cái pháp nó không quân bình, lập tức có sống sanh lên liền. Và ta biết ngay sống đang sanh lên. Tức là các thọ khác có sự không quân bình ở trong các pháp, cho nên ta nhận biết liền. Có cái sự xê dịch ta nhận biết liền. Ví dụ cái mối nối giữa hai cái vật, cái mối nối đó nó không có trên lệch, nó vừa khít luôn, nó khít sát sao luôn. Ta sờ qua ta không phát hiện. Đó, ta sờ qua ta không phát hiện được là nó có cái mối nối, đúng chưa? Nhưng nếu như nó có một cái sự trên lệch là lập tức ta sờ qua ta phát hiện là có mối nối. Và thọ xả làm cho các pháp không trồi sụp, làm cho các pháp không có trồi lên, không có sụp xuống, tức là nó đều với nhau, nó ngang với nhau, nó đồng với nhau, nó phẳng lì. Rồi sao nhận ra? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nó khó là nó vậy đó. Vì các pháp được á thọ làm cho luân bình không trồi sụp, không trồi sụp, nên khó nhận ra. Khó nhận ra. Và các bạn nhớ nè, bị nghiện đó, bị nghiện thọ xả đó, chứ không phải là không nghiện thọ xả đâu nha. Mấy cái đứa mà nhìn nó bơ bơ đó là nó bơ hoài luôn. Nó lấy ra cái thần thức là không có được, không nó đi luôn hết rồi, nó hết ngày qua tháng như kia nó năm ngọ vậy, nó ngồi nó đơ đẩn đẩn vậy đó, là nó biết vậy đó, nó khoái cái trạng thái đó, nó khoái cái trạng thái đó. Mà khoái cái trạng thái đó đọ dính vô tham liền, tham thọ xả không hề biết, tham thọ xả không hề biết, chết là như vậy đó. Dính mắt vô thiền, sau khi xuất thiền rồi cũng dạng vậy đó. Cho nên mới cần cái gì? Tinh tệ đại lành nghề, phải là một người thợ lành nghề, là một người thợ lành nghề trong việc điều phục tâm. Điều phục tâm thì mới khéo nhận ra thọ xả đang có. Phải để ý thôi, không có cách khác được. Ví dụ mình sờ lên bàn mà nó cộm là mình biết, vậy mình nói cái sự cộm nó là, vậy mình nói sự không cộm là quân bình. Không, đã không cộm mà sao quân bình? Ủa, thằng này nó hỏi gì vậy ta? Con tỉnh không con? Hai đang nhìn xa xăm, nói thiệt nghe coi. Nó không có, nó cộm mà, nó cộm thì nó không có quân bình rồi, nó bằng phẳng nữa nó mới là quân bình. Ông ơi là ông. Đấy rồi, không có trồi sụp thì mình quy về xã luôn, không có sự trồi sụp. Mà cái này nó có trồi sụp mà, nó cộm lên mà, nó cộm là nó đâu có quân bình đâu. Nó cộm là nó có trồi lên rồi nó mới cộm nó. Nó không có trồi lên thì sao mà nó cộm được? Hiểu không vậy? Hiểu không? Hiểu không? Cái bàn mà nó u lên cục có nghĩa là nó không có quân bình, không có ngang bằng với nhau rồi. Con sợ là biết liền. Con sợ vô là cũng biết liền, cộm lên liền. Vậy là nó đâu có quân bình đâu. Nó không phải xả. Nhận diện lộn rồi. Nhận diện lộn rồi. Làm lại. Thấy không? Xả nó tế lắm. Và khi mà các bạn này, các bạn mà recommend lên cái này, tôi biết là các bạn có biết hay là chưa có biết. Mặc dù các bạn nói là các bạn biết, nhưng tôi biết là các bạn chưa có biết. Rồi thành ra phải để ý. Phải để ý, phải là một cái người thợ lành nghề. Người thợ lành nghề. Mấy cái đứa mà nó im đó, nó tỏ ra là thiền sư đỉnh đạt đó, trời ơi, trong lòng nó ghim không đó. Trong lòng nó ghim không đó, chứ không phải nó xả đâu. Đừng nghĩ là nó tỏ ra là ta yên ắng nhìn hoa mỉm cười, không có đâu. Một bồ vô gầm ở chổng nó bạc ở chổng ha. Em không biết đâu, không có biết được đâu nghe, đừng có mơ. Không, phải cẩn thận. Cái gì suy xét tí đi. Nhiều khi đang vui, con biết mình đang vui thì đó tức là con vui mà con thoát khỏi cái vui đó đó, con quay ra con quán sát cái vui quay trở về xã, có cái nhân tận là ly hỷ đó. Thoát khỏi trạng thái vui say đó, bi tí đó là nó quay trở về, nó quay trở về với xã liền. Đó cái trạng thái đó là nó quân bình đó, nó trả cho ngược trở về, nó trả ngược trở về với cái trạng thái quân bình sau khi mà xả xong, sau khi mà hỷ xong. Để ý lại đi, để ý lại nha. Thường là người ta sẽ rất khó để nhận ra cái trạng thái của xả. Người ta quá quen thuộc với nó cho nên là khó nhận ra. Quý vị suy nghĩ, tôi đi lấy đồ một cái. Rồi trở lại, có cái câu đó là cái câu mà sẽ hỏi khi mà quý vị học xong cái phần tâm sở này đó, sẽ vì sao không phải là vắng lặng của những thứ khác mà phải là vắng lặng của hỷ thì nó quay trở về với xã. Quý vị ghi nãy giờ ghi kịp không? Có cái phần trên có bị không thấy không? Quên mất, tôi kéo xuống cái kéo hơi xa. xong thì cho hai. Mấy cái giảng giảng bây giờ nhớ ghi thêm. Trường hợp tâm tham có xả và tâm si có xả đi chung, tức là cái trạng thái quân bình, cái trạng thái hiển nhiên, khi nó lấy được đồ, nó vui, đó là cái trạng thái mà nó hưởng bây giờ với cái cảnh đó là nó vui. Khi mà nó lấy đồ, nó lấy đồ của người ta, nó thản nhiên, cái trạng thái nó thản nhiên. Nhìn mấy cái đứa mà nó giết người máu lạnh á, là mình sẽ hiểu cái thọ xã nó làm sao. Mấy cái đứa mà giết người máu lạnh á, nó giết người nó không có sợ, nó không có sợ gì chứ, nó thản nhiên. Đó cái cảm giác đó đó, cái cảm giác thản nhiên đó đó, nó chính là thọ xã. Và tương tự với cái trạng thái đó đi kèm với các cái tâm. Ví dụ như đó là nó si, nó ngồi, nó đờ đẫn ra, nó thừ cái mặt nó ra, nó phóng dịch đó, đừ ra như vậy, nó thản nhiên. Đó là trạng thái của thọ xã. Hiểu không? Si hoài nghi cũng đi với sự thản nhiên. Nó nghi hoặc, về một nỗi gì đó nhưng nó không có phiền não, nó không có nghiền não, nó không có quan hỷ, nó thản nhiên về cái điều đó, chỉ vậy thôi. Đó, cái đó là xả đó. Lấy đồ của người ta cũng vậy. Bây giờ mà nói xả nó khó để mà mình để ý, nó khó để mà mình quán xét. Phải là một người thợ lành nghề trong việc điều phục tâm thì mới có thể khéo nhận ra nó đang có đó. Nhịp tiền có nhắn gì? Để nhận biết có thọ xã, mình ra xem không có cái thọ khác nữa, mình chơi cái con đường nó cũng được. Mình đi con đường tắt, con đường vòng thì nó dễ hơn. Và Đức Phật chỉ cho mình là chỉ theo con đường đó đó, không có cái này, không có cái kia. Trong định nghĩa nãy trên á, mình không có cái này, mình không có cái kia, thì cái trạng thái mà không có cái này và không có cái kia đó đó, nó vắng cái này vắng cái kia đó, nó trạng thái đó là xả đó. Tức là cái trạng thái còn lại của cảm giác ngoài bốn cái kia thì nó là xả. Định nghĩa bằng cách là bác bỏ bốn cái còn kia thì còn lại cái cuối cùng là cái xả. Cái gì ghi ha, những cái gì mà mình có kinh nghiệm về nó đó thì mình ghi. Cái câu hỏi mà hồi nãy chỗ của My có hỏi đó, nó sẽ là cái câu hỏi mà cho về nhà tìm à, nó nằm ở trong cái quyển của Chính Minh ấy. Sẽ như mới định lạc di sản giờ thấy ổn ổn kiểu thật ra là phân định được, tại vì lạc á là có cái nhân là từ cái thân, từ thân xúc làm duyên, cho nên nó sanh ra lạc, biết liền. Mình kiểm tra lại coi từ cái nguồn nào mà nó sanh ra cái trạng thái này đây. Cái nguồn là nó sanh ra cái trạng thái này đây từ thân biết lạc Mình kiểm tra cái nguồn này không có cái nguồn nào mà sinh ra từ thân hết, biết rồi cái trạng thái là xả đó, trạng thái quân bình á. Xem chưa? Thế còn đang nhắn ở xã Tâm không có, nãy đọc cái định nghĩa trên đấy không? Thấy thọ xả không có nơi thân không? Đâu chỗ nào xả nơi thân đâu. Xả là nó tự đâu? Từ ý xúc, không phải từ thân xúc nha. Xả không phải từ thân xúc, không có nguồn gốc từ thân xúc. Thân không có làm cho đi vô trong trạng thái xả được. Tâm mới làm cho đi vô trạng thái xả được, là ý xúc. Thường á, là mình nói trong cái góc độ thấy thường đó, thì mình nói thân nó xả luôn cho nó dễ hiểu. Nhưng mà không có không có. Thân thức thọ gì? Thân thức thọ gì? Thân thức gì? Thọ lạc, thọ khổ. Thân thức có thọ xả đâu, mà mình nói là nó từ thân. Không có xả thân. Thân sẽ thọ lạc hay thọ khổ thôi, thân không có thọ xả. Cho nên thành ra định nghĩa ngày đó là từ ý xúc, không phải từ thân xúc. Ví dụ như lúc nắng chiếu vô cái mặt mình phản ứng lại bằng cách nhăn cái mặt, thì đó là một phản xạ thôi. Hay nếu xét mình có sự khó chịu, thì có khó chịu là có sân, có sự bực, có sự phiền muộn sanh lên. Phiền muộn với cái cảnh đó là cảnh bất toại. Cảnh bất toại. Japada Ramana. Cảnh không tội nguyện. Nó cũng có 5-7 kiểu nha, chứ không phải là ít đâu Bữa sau nói sức mạnh của xả là tách ra nữa. Ở những người trầm cảm thì cũng có giai đoạn thọ xả chiếm ưu thế. No, trầm cảm thọ u không à? Trầm cảm không có thọ xả đâu. Thọ xả hả? Kiếm thọ xả hả? Kiếm thọ xả qua lần mai á. Hỏi anh Tân để Tân cho địa chỉ. Kiểu bệnh đau thôi. Cái sự mà cố gắng cho nó quân bình, cố gắng đạt được đó, rồi quý vị thấy cái sự cố sức để đạt được nó không, thì cũng giống như cố sức để đạt được thọ hỷ thôi. Thì bây giờ nó là cố sức để đạt được thọ xả, Iran vậy thôi à. Iran vậy đó. Không phải là mình cố sức để mình đạt cái thọ gì, mà mình cố sức để mình làm cho nó thiện, chứ không phải là cố sức để đạt cái gì, cái thọ nào là chết, dính thọ chết. Mà bây giờ người ta bị trạng thái đó là đã cố sức để đạt cái trạng thái của thọ, mà quên mất thọ nó chỉ là một cái bè đảng thôi. Nó chỉ là một cái bè đảng thôi. Trạng thái tâm nào đi kèm cũng có thọ chân à. Cái gốc không phải là ở trạng thái đó. Cái gốc nó nằm ở phải cái nhóm đi theo là thiện hay bất thiện. Cái đó mới là cái thứ. Chứ không phải là cố gắng để đạt được cái trạng thái của thọ là chết lắc liền. Hiểu chưa? Cho nên đó, có rất nhiều cái trường phái tu sai đó. Theo cái khuynh hướng mà chánh niệm trong giờ phút hiện tại, để có sự an vui, tâm tĩnh lặng, nghe chuông là yên ắng bình thản, coi chừng chết đó. Coi chừng chết đó là tu để đạt thọ, nhưng mà không phải. Đức Phật đâu có phải dạy tu để đạt thọ, tu để sửa tâm, chứ phải tu để đạt thọ. Đạt thọ du cho đó là thọ xả cũng không tốt, du cho đó là thọ xả cũng không tốt. Phải là đạt tâm chứ không phải đạt thọ nha. Cố gắng đi tìm sự quân bình đó, thì tức là đi tìm thọ. Mà tìm thọ để làm gì? Tìm thọ để làm gì? Mình đánh trận, mình giết là giết ông tướng, thì đi giết cái thằng quân làm cái gì? Giết thằng quân nhu, không? Thọ như thằng quân nhu rồi đó, nhu yếu phẩm á, đó là thọ đó, ăn uống chơi bời rồi nọ kia đó, ông đó là thọ. Tự nhiên mình đi quánh trận, mình đi giết thằng tướng, không giết đi giết thằng quân nhu làm cái gì? Đâu có ăn nhập gì. Thế nhưng mà người ta cứ vậy đó, người ta nói giết được quân nhu cướp kho lương được rồi, cái nó dùng vậy nó quánh mình chết ngắt. Đó là hiểu sai. Ở bữa sau mình sẽ nói tới sức mạnh của thọ nha. Quý vị về suy nghĩ nè, tôi gợi ý trước về suy nghĩ. Thọ, thí dụ như tâm nhãn thức có thọ. Nhãn thức có thọ. Có, nhãn thức có thọ nha, thọ xả. Thọ xả của cái việc nhãn thức với thọ xả của tham, thọ xả của si, thọ xả của thiền, thọ xả đại thiện, giống hay khác nhau? Về suy nghĩ trạng thái, để ý đi. Về để ý, phải để ý mới biết, không thôi không biết. Chỉ có để ý mới biết được. Bởi vì nó đều là xả, mà xả là khó rồi, mà trong đây lại phân biệt xả cho các trường hợp nữa. Thì cũng giống như hỷ với các trường hợp vậy đó. Mà hỷ do để ý quá trời, khoái quá, thành ra phân biệt được. Cái này vui nhiều nghe, cái này vui ít nhưng nghe biết liền không biết. Chứ cái này xả nhiều xả ít không biết, cái khổ vậy đó. Xả không biết. Cho nên có cái xả nó dính, mà có cái xả thì nó không có dính. Đó, bữa sau nói cái đó. Rồi, nay nhiều này thôi. Hiểu ý tưởng mà đúng không? Ok. Rồi, bye bye.